Nếu bạn đang nhìn vào dự án từ du thuyền đang lướt sóng ngoài khơi, trước mắt bạn mở ra là bốn tiểu khu thuộc quần thể Shophouse, trạm sóng liền cát duy nhất còn lại tại Nha Trang, Vega Continental Shopping Plaza. Quần thể này sở hữu đường bờ biển 2 km chạy dọc xuyên suốt cùng với hàng loạt tiện ích cảnh quan độc đáo. Tại trung tâm của toàn phân khu là đại cảnh xoáy hạm Santa Maria. Đằng sau lưng xoáy hạm mở ra quảng trường ánh sáng với con phố đi bộ rộng 30 mét, có sức chứa hơn 1.000 người, trải dọc tiểu khu Europe sang trọng. Phía trước và sau Vega Continental Shopping Plaza là câu lạc bộ biển Vega Beach Club, nơi hội hè miên man suốt 4 mùa. Tổ hợp Shophouse Vega Continental Shopping Plaza được đặt giữa lòng siêu dự án nghệ thuật, nghỉ dưỡng, giải trí Vega City Nha Trang. Ngoài các tiện ích độc đáo và đường bờ biển dài, bốn tiểu khu Europe, Polynesia, Caribbean và Hawaii còn được quây quần bởi bốn tòa khách sạn 5 sao được vận hành bởi các đơn vị quản lý khách sạn đình đám trên thế giới như Accor Hotel, New World Hotel and Resort, Melia Hotel and Resort. Nguồn khách nội tại từ 1.500 phòng khách sạn và 100 dinh thự nghỉ dưỡng được đảm bảo bởi 4 thương hiệu vận hành quốc tế. Vega City Nha Trang mang đến cho các chủ sở hữu Shophouse hơn 1.200 khách mỗi ngày, tương ứng với 60% công suất hoạt động. Phía bên trái dự án là 99 căn biệt thự 6 sao trực thuộc Grand Melia Hotel and Resort, thương hiệu cao cấp nhất đến từ Tây Ban Nha. Các quý vị đang đứng trên một trong những tiện ích đắt giá nhất của toàn dự án Vega City Nha Trang, câu lạc bộ biển Vega Beach Club với sức chứa 2.000 người, chiếm trọn vị trí trên bán đảo hơn 4.000 m2. Vega Beach Club rực rỡ như một ngôi sao sáng nhất trên biển trời, cũng sẽ là nơi tổ chức tất cả những bữa tiệc sôi động bậc nhất toàn dự án, mở ra cánh cổng thiên đường giải trí với những cuộc vui không ngừng nghỉ suốt ngày và đêm cùng các DJ đỉnh cao trên thế giới. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm Sky Lounge sang trọng hoặc tận hưởng sự riêng tư tại VIP Club. Vega City Nha Trang nằm trên dải đất trải dọc theo bờ biển Bãi Tiên huyền thoại với bãi cát trắng nhân tạo dài 2 km. Nối liền với quần thể Shophouse Vega Continental là một tiểu bán đảo dành riêng cho câu lạc bộ biển Vega Beach Club, chỉ cách khu vực Shophouse chưa đầy 1 km đi bộ. Tại một vị trí biệt lập và riêng tư, đủ để một bước chân hòa mình vào không gian sầm uất của khu phố thương mại, cũng đủ để đắm mình trong khoảng trời riêng tận hưởng. Khu vực biệt thự sang trọng đẳng cấp mang tên Grand Melia Signature Villa với số lượng hữu hạn chỉ 99 căn, sở hữu điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dự án đánh dấu bước chân đầu tiên mà thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu Tây Ban Nha này. Tại vị trí của tiểu khu Polynesia, 100% các căn Shophouse đều được ưu ái sở hữu vị trí một bước chạm cát, hai bước chạm biển cùng với quảng trường biển rộng lớn với diện tích lên đến 2.600 m2, tạo nên không gian vui chơi, thể thao bãi biển phóng khoáng, trong lành. Tiểu khu Polynesia nằm tách biệt và sở hữu những tiện ích thiên nhiên đắt giá nhất, từ bãi tắm riêng với khu vực thể thao và trò chơi trên biển, đến khu vực lặn ngắm san hô vạn san đảo, nơi lưu trú của 122 loài san hô và 81 loài sinh vật biển quý giá. Nơi đây sẽ trở thành ốc đảo thiên đường của những du khách trẻ đam mê trải nghiệm và các môn thể thao sôi động.